các bạn đặt câu hỏi như cái hình ở trên nha. Thì bạn thành lập công ty vào tháng 6 năm 2019 và năm 19, năm 2020, 2021, 3 năm đều có doanh thu là dưới 200 tỷ. Đó. Và bạn hỏi là có được ưu đãi giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 hay không theo nghị định 92 ấy. Thì theo nghị định ấy, thì nó có hai quy định là như thế này. Thứ nhất á, là doanh thu năm 2021 nó phải bé hơn 200 tỷ, đúng không? Cái quy định thứ hai là doanh thu năm 2021 phải bé hơn năm 2019. Đấy, thì mới được hưởng là ưu đãi. Cả hai quy định là như vậy. Và bây giờ là quy định thứ nhất là ok rồi. Quy định thứ hai á, thì tại vì bạn á, là nó không có đủ là tròn năm, cho nên các bạn phải tính này. Lấy doanh thu của năm 2019 ấy, các bạn chia cho số tháng thực tế hoạt động, thì các bạn là cái tháng của mình này, ví dụ như là không tròn tháng, thì theo quy định ở phía trên này thì vẫn cho tính tròn tháng. Lấy cái doanh thu thực tế năm 2019 bạn chia cho số tháng thực tế, rồi sau đó các bạn lấy nhân gì đó, nhân lấy kết quả nhân với lợi 12 tháng, thì rồi sau đó các bạn so sánh với năm 2021. Đấy. Nếu mà đúng theo quy định thì các bạn được hưởng thôi. Năm 2019 bé hơn năm 2020, năm 2021 bé hơn 2019 thì được hưởng thôi nha các bạn. Đấy. Bạn rõ không? Nếu chưa rõ thì inbox thêm nha. Chúc bạn thành công. Nhớ follow để xem thêm những video hay hơn nữa nha.